ruộng đông đã vươn trầu. Chào tất cả bác nhá. Quân chào tất cả anh em đi Quân. Hello, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay hai anh em bọn em gì xin giới thiệu review cho tất cả anh em là một cặp loa mới. Cặp loa này với thương hiệu là LX Acoustic là một trong những cái dòng loa giá rất là ok và như kiểm nghiệm của bên em thì chất âm cực kỳ tuyệt vời. Quân có cảm nhận gì về độ sắc nét của nó? Về cặp loa V12 này anh em thấy đây, tất cả những đường nét rất chi là tinh xảo và đẹp. Rồi. Đường okay. sơn sần rất sơn đẹp. Sần rất đẹp đúng không? Đúng rồi. Cái e căng này là e căng tổ ong đúng không? Nhìn cực kỳ là nổi trội luôn. Đây thương hiệu LX Acoustic. Đấy, rất đẹp đúng không anh em? Đó, nói chung là với cặp loa này thì em đánh giá của nó rất là ok anh em nhá. Thì anh em có thể thấy là đây là cái mặt trước của nó. Đấy, đây là mặt trước và đây là củ check, đây là củ bát đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy cái củ bát này. Nó được một lớp sơn chống nước anh em nhé, rất là bóng. Đấy, anh em có thể nhìn quá đẹp luôn, rất là bóng. Đó, rất là đẹp. Đó, đây là chép và chút nữa em sẽ tháo cho anh em xem nội thất. Đó, và Quân có thể xoay sang hông cho nó cho anh xem. Rồi ok. Cái hông của nó thì anh em có thể thấy là nó có một cái phần tay sách ở đây. Có một phần tay sách đúng không? Cái phần tay sách này thì anh em có thể là bê đi rất là dễ dàng. Đấy, bê đi cực kỳ là dễ dàng. Đấy. Mặt này của nó là một cái thương cái tên là V12, công suất là 400W và 101 dB, 40Hz cho đến 20Hz. Con này đánh giải bát cũng rất là ok anh em nhé. Đấy, đi mặt ngang. Con này thì vuông lệch anh em nhé. Và đây là quan trọng nhất là hai cái này này. Anh em chơi karaoke, trong phòng karaoke là anh em rất thích có hai cái này để anh em có thể treo loa lên anh em nhé. Đấy, treo loa lên rất là tiện dụng đúng không ạ? Cái con này có thể vừa chơi ngoài trời được. Quân có thể hạ xuống và để làm loa monitor cho anh em cùng xem. Đó, hạ xuống và để loa là monitor. Đó, thì anh em có thể xem là cái cách mà làm mà loa monitor đây anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy đây. Đó, và dưới chân này nó đều có các chân đế anh em nhé. Và cọc cắm luôn cho anh em. Cọc cắm và chân đế. Đấy, cái này thì anh em làm dựng loa rất là đẹp. Đấy, và anh em có thể thấy đó. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy. Cực kỳ là xuất sắc tinh xảo luôn. Đó. Nói chung là đây là một cặp loa có thể chơi đa năng, có thể làm monitor được này, có làm loa treo để anh em chơi karaoke gia đình. Và quan trọng nhất là anh em cầm nắm nó rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Còn V12, rồi Quân có thể đặt lên lại cho anh xem. Và không để anh em chờ lâu nữa, Quân để lên đây luôn đi. Quân để lên con này và anh Quân tháo cho anh em cùng xem cái con này, cái nội thất của bên trong của nó như thế nào anh em nhé. Đấy, con loa cho anh em nhìn cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đó, tay sách ở đây. Đấy, tay sách cực kỳ đẹp. V12, dòng V12 này thì bên em hiện tại chỉ có bát 30 anh em nhé. Sau thì bên em sẽ có những bát 10, bát 3, 2, 25 hoặc là 40, mà em sẽ thử nghiệm trước là bát 30 này trước đã. Đây là một trong những cái dòng loa mà như em nói đấy, rất là đa năng tiện dụng. Đó là nó có thể làm monitor này, có thể làm loa cắm cọc. Đấy, như là những cái đôi loa như này, chúng ta có thể cắm cọc được anh em nhé. Đó, có thể cắm cọc. Và chúng ta có thể là để monitor, hoặc là chúng ta có thể treo lên. Đó, dùng trong đấy, phải gõ gõ anh em nhé, nó rất là chặt. Đấy, rồi ok. Đấy, anh em có thể nhìn thấy mặt bát cực kỳ đẹp anh em nhé. Mặt bát cực kỳ đẹp. Đó, rồi Quân có thể lắp tháo luôn cho anh xem cái củ bát và củ check của nó. Con này là một trong những cái dòng loa mà em đây. Điều đặc biệt nữa là nó lỗ thông hơi của nó là ở hai bên dưới này anh em nhé. Cái hai bên dưới này nó rất là hay này. Khi mà chúng ta để nằm ngang như thế này thì cái thông gió này làm cho cái tiếng bát của nó rất là hay. Cái tiếng bát của nó phả ra đằng trước mình anh em nhé. Và khi chúng ta treo cao lên nó cũng phả rất là hay. Đấy, và nó không bị, nếu mà bát đằng trước này nó không bị ù bát, tiếng bát nó không bị ù anh em nhé. Cũng như là đôi TVK12 này anh em nhé. Đôi TVK12 là dòng cao cấp hơn, dòng này thì nó xịn xò hơn rồi. Dòng này đến tận 12.500.000 một đôi. Đôi này chỉ có 7.600.000 thôi anh em nhé. 7.600.000 thôi. Đấy, anh em có thể thấy nó rẻ hơn nhưng mà anh em thấy chất lượng nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây, quan trọng nhất là cái màng loa, anh em nhìn cái màng loa đấy.
cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, tất cả đều sử dụng gen xoắn hết anh em nhé. Bên em sẽ dùng cái máy bắn ra cho anh em cùng tham khảo cái nội thất ruột của nó. Đấy. Con này thì nói chung là rất là đẹp. Nói chung nói về cơ bản, với tầm giá như con này thì thật sự với anh em là khó có dòng nào địch được anh em nhé. Với tầm giá này đấy, anh em chỉ cần nhìn cái miệng bát thôi. Mày ăn cái này đây. Đấy. Qua lại không? Được chưa? Xong chưa? Rồi. Đây là củ chép anh em nhé. Đây nó có một cái đỡ củ chép luôn anh em nhé. Đó, đỡ củ chép luôn. Đó. Rồi còn ốc cuối cùng. Nó rất là nhiều ốc, nói chung là khá là nhiều ốc. Rồi Quân có thể gỡ cho anh cái này ra. Đó. Gỡ cho anh cái đấy ra. Đấy. Anh em nhìn cái củ chép có đẹp không? Quá đẹp luôn. Củ chép này, cái bích chép nó rất là dày anh em nhé. Cái bích từ này nó rất là dày. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đó, rồi ok, để củ chép sang bên củ bát đây. Quân sẽ tháo cho anh cái củ bát này ra. Củ bát này thì em thật ra bên em cũng đã tháo ra kiểm tra rồi, nó là từ 170 anh em nhé. Trước đã nhá hình một số video cho anh em xem rồi. Đó, từ 170 anh em nhé. Đó, nó sẽ khác là LX Acoustic và Made in PRC 350W 8 ohm 350W. Con này thì chắc chắn là củ chép của nó là 50W rồi. Quân có thể lấy cho anh thêm cái điện thoại kia nữa. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đây là củ bát. Đây là coi. Đấy, anh em nhé. Cực kỳ đẹp đúng không? Quân có thể cầm cái củ bát lên. Đấy, anh cho anh em xem. Đó. Rồi ok ạ. Rồi ok. Xoay bên phía bên trong nhện nữa này. Nhện con này thì em phải nói với tất cả các bác là nó rất là mềm anh em nhé. Đây này, nhện của nó rất là mềm. Nhện mềm này nó có một cái rất là hay nữa này. Nhện mềm nó sẽ rất là nhạy anh em nhé. Rất là nhạy, cái màng này của nó cũng rất là nhạy này. Đấy, anh em có thể thấy là cái màng của nó rất là nhạy. Cái màng nhạy thế này thì chắc chắn với anh em một điều là cái màng nhạy nó sẽ làm cho cái giọng hát của mình nó sẽ rất là bay anh nhá. Giọng hát của mình sẽ rất là bay và nhẹ nhàng. Coi này là chắc coi 76 rồi. Coi 76 rồi. Từ của nó là từ 170 anh em nhé. Từ là từ 170. Đó. Đó, từ 170. Nói chung là dòng loa tầm 7 triệu, hơn 7 triệu, 7 triệu 6 cái này là ok rồi anh em nhé. Đó. Đấy. Rất là đẹp anh em nhé. Củ bát và rồi ok. Quân có thể để gọn ra cho anh và cho anh em xem. Đây là bông tiêu âm của nó, đây là hai lỗ thông hơi của nó. Đây anh em có thể thấy, đây là cọc loa, còn đây là phân tần anh em nhé. Phân tần đây, anh em có thể nhìn thấy phân tần này rất là lớn đúng không, rất là lớn, tụ đây và cuộn cảm rất là lớn luôn. Đó. Anh em có thể thấy là mấy đôi loa này thì anh em có thể thấy là rất là ok rồi anh em nhé. Rất là ok rồi, trong cái tầm giá như thế này. Đúng không? Cái phần tần rất là lớn. Đó. Và đây nó có đỡ củ chép luôn này nhá. Đỡ lấy cái củ chép này. Đó. Đỡ lấy cái củ chép này. Đấy. Rất là chắc chắn luôn là làm ăn cái này rất là tuyệt vời. Đấy, anh em nhìn. Đó. Rất là đẹp đúng không? Đó. Thì ok, em sẽ đóng vào và sẽ test thử nhạc cho anh em cùng nghe anh em nhé. Rồi ok, Quân đóng vào giúp anh nhé. Rồi, anh em cùng tiếp tục là đeo tai nghe. V12 anh em nhá. Cùng với con vang D5, cục đẩy 2150 và mic U705 anh em nhá. Thuyền ánh giá vơi khi chân mây ơn cầu cầu. Thuyền ánh giá vơi đâu có ngại chi mưa gió ai hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làm quê đánh đò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ dòng mồ hôi ơi hò. Ruộng đồng quê ta
xa ánh nắng rào. Hỏi mà chi, sao em cứ không đùa? Thuyền anh mãi về cho cá vàng đầy khoang. Ơi khó, ơi khó, cá vàng đầy khoang đến hầu ra anh dám hồng. Lúa vàng chiều mông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biên dọc cuốn trùng mà bóng qua. Ơi khó, khó ơi khó, ơi khó, đây ruộng đông ta vun trồng. Khó ơi khó, nơi biển cười kéo lưới vào. Thuyền anh ra khơi nghìn chân mây ơi hồng, thuyền anh ra khơi đâu có cái chi mưa gió ơi hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên tháp lụa. Đời tự gió ôi chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ xót mồ hôi ớt vòng. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng. Hỏi mà chi, sao em cứ bông đùa? Thuyền anh mãi về cho cá vàng đầy khoang. Ơ cá vàng đầy khoang đến màu da anh dám hồng. Lúa vàng chiều mông cho má hồng em. Biến rộng muốn chung mà bao.